Hello, xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình TQ Tools. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong khung giờ quen thuộc 19:30. Và các bạn đừng quên nhấn vào cái nút đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của mình TQ Tools. Như thường lệ, chúng ta sẽ đi vào chuyên mục số 1, những dụng cụ Hands Tool. Mời các bạn. Đầu tiên hôm nay chúng ta sẽ đến với một vài cái cảo ép của Petsay Germany. Và trên đây là những cái cảo mà mình hiện tại còn lại ở chỗ của Minh Thư Quy ha. Mình sẽ chia nó ra từng cái bộ như thế này. Thì đối với những cái cảo kẹp gỗ này, tối thiểu chúng ta phải có hai cái thì chúng ta sử dụng để kẹp gỗ được. Còn nếu các bạn sử dụng cơ khí, chúng ta kẹp những cái gì đấy nó liên quan, nó phù hợp, thì một cái chúng ta vẫn có thể thao tác được nha các bạn. Nó là cái dạng cạo ép để kẹp nhanh ha. Cạo ép để kẹp nhanh. Thì một số cái cặp là hôm trước mình có báo giá rồi, nhưng mà hôm nay mình cũng sẽ là giới thiệu lại và báo giá lại cho các bạn. Ở đây mình có một cái bộ nó 3 cây, nó cùng size với nhau, và chất liệu của nó là thép đen Petsay nha các bạn. Petsay 12. Petsay 12. Và cái size này là size 17 cm, chiều dài của nó là 17 cm. Bộ 3 cái này giao lưu cho bạn với giá là 350.000. 350.000. Cái size thứ hai là chiều dài là 22 cm, thì cái này giao lưu cho các bạn với giá là 320.000. 320.000 ha. Ok. Nhắc lại ha. Cái size 22 cm này giao lưu cho bạn với giá là 320.000 một cặp nha các bạn. 320.000 một cặp. Và chỉ còn một cặp duy nhất thôi. Tiếp tục là cái size này, nó dài được 23 cm, và là cái dòng cạo cổ điển của Petsay, original Petsay nha. Original Petsay size 16 các bạn, Petsay 16 đó. Đây. Và giá giao lưu cho các bạn là 350.000 cho cái cặp này. Petsay original Germany. Ok. Cái này nó có cái phần thân nó dẹp hơn, nó khác biệt với những cái dạng cạo thông thường. Size tiếp theo là cái size 27 cm nha các bạn. 27 cm, Petsay 20. Và cái cặp này giao lưu cho bạn giá là 400.000. 400.000. Và cũng chỉ còn một cặp thôi ha. 400.000. Tình trạng là vít me mình đã vệ sinh sạch sẽ và kiểm tra, các bạn về chỉ việc sử dụng thôi. Ok. Cái dạng này thì nó thép mạ kẽm nha các bạn. West Germany ha. Ok. Nhắc lại, 400.000 cho cái size này, 350, 320.000. Và cái size cái bộ nhỏ nhất 3 cây có giá là 350.000. Cái chất liệu cái bộ nhỏ này là thép đen, nhắc lại nha. Bộ này là thép đen nha các bạn, chứ không phải là mạ kẽm như những cái dạng tương tự bên này. Ok. Tiếp tục chúng ta đến với một cái cặp đe gò. Để gần nó giống như kiểu hòn phụ tử nha các bạn. Giống như cái biểu tượng ở Vịnh Hạ Long mà chúng ta hay thấy trên poster ha. Và nó là dạng cái đe mỏng các bạn, dạng đe mỏng, giúp chúng ta thao tác ở trong một số cái vị trí nó có cái độ hẹp, thì chúng ta cần những cái đe mỏng như này. Nó có những cái bề mặt để chúng ta xử lý như là mặt cong, mặt cạnh, mặt phẳng dưới nha. Và kích thước nó mình sẽ đo cho các bạn như sau. Cái đe dài này thì chiều dài nó được 16, cái ngắn thì chiều dài nó được là 13,5. Chiều ngang của nó là 7 cm. Cái này thì cũng tương tự các bạn. Và độ dày nó cũng tương đương nhau. Độ dày cái phần dày nhất của nó khoảng tầm 20 ly các bạn. 20 ly cho cái phần dày nhất ha. Cái bề mặt của nó, mặt phẳng nè, mặt cong nè. Ok. Và cái cặp đe gò này giao lưu cho bạn với giá là 400.000. Cặp đe gò giao lưu cho bạn với giá là 400.000 nha. $400.000 cho cặp đe gò nha các bạn. Một cây búa gỗ của Nhật với kích thước như sau.
kiểu đầu bố vuông ha, kiểu đầu bố vuông. Chiều dài tổng thể của nó được 32,5 nha các bạn. Chiều dài đầu búa là được 14,5, mặt búa 6,5, mặt này nó cũng khoảng 6,5 các bạn. Ok, tình trạng cây búa này còn khá đẹp ha, cán zin, phần tra cán phía trong đầu búa là phần chân vuông, họ vuốt tròn ra ngoài, nó còn tem giá nè, còn cái tem hiệu nè, và cái bề mặt nó gần như là có dính một cái lớp như là sáp, họ nhúng một cái lớp sáp bảo vệ bề mặt các bạn, để nó chống bị ẩm, bị nước ha, bị rút nước vào đó. Ok, cây búa gỗ này giao lưu cho bạn với giá là 150.000 ha, 150.000, 150.000 cho cái cây búa gỗ của Nhật, khá là đẹp các bạn, khá đẹp. Và búa gỗ chúng ta thích hợp chúng ta dùng để tra cán búa nè, đóng những cái đục gỗ vân vân, và ngoài ra chúng ta cũng có thể dùng để đóng lối một số chi tiết nào đó mà chúng ta không muốn để lại cái vết búa kim loại thì chúng ta vẫn có thể hoàn toàn có thể dùng cái búa gỗ này để thao tác ha. Một cái dụng cụ tiếp theo cũng khá là thú vị các bạn, một cái cuốc rễ cây, nhưng mà cái cuốc này nó được tra một cái cán khá là đặc biệt. Thông thường chúng ta bắt gặp những cái dạng cuốc rễ này thì họ dùng một cái cán như kiểu sợi mây á, uốn cong như thế này, nhưng mà cái này thì nó tra cái cán nó ngắn hơn, và cái phần cán này các bạn nhìn ở phần trên này cũng tương tự như một cây búa gỗ, và lưỡi được làm thủ công, có hiệu lò, nó đóng hiệu lò các bạn. Tình trạng cái lưỡi cuốc này thì mình cũng đã vệ sinh sơ cái phần bề mặt lưỡi cắt ha, nó không có bị mẻ gì hết nha các bạn, không có bị mẻ gì hết. Và hai cái mép phần hai bên đây có một vài cái vết cấn nhẹ nhẹ trong quá trình họ sử dụng đó. Phần cán thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái độ mại của gỗ cũng như cái ten gỗ khi mà họ sử dụng nhiều đó, chúng ta cầm vuốt nhiều thì nó sẽ lên nước cái cán như thế này, cảm giác nó rất là đẹp, rất là có hồn các bạn, rất là có hồn. Ok, cái cây cuốc rễ này giao lưu cho bạn với giá là 300.000, 300.000 cho cái cuốc rễ hàng handmade thủ công, và cái kiểu dáng nó cũng khá là thú vị khi chúng ta đưa vào cái bộ sưu tập trưng bày. Một số anh có sở thích là sưu tầm những cái món nông cụ như thế này nha các bạn, rất là hay ho, rất là thú vị. Hôm nay chúng ta xem video giao lưu nhưng mà có được phục vụ thêm nhạc sống của hàng xóm. Một cây rìu, nó có cái tem mát ở đây nhưng mà cái tem nó bị rách rồi, mình cũng chưa xác định chính xác được cái hiệu của nó là cái gì, nhưng mà đánh giá chung là cái rìu này chưa sử dụng nha các bạn, chưa sử dụng. Chiều dài tổng thể của nó là được khoảng 36,5, chiều dài của cái đầu rìu này là được khoảng 15, về bản lưỡi là khoảng 10,5, và nó có một cái vết cấn rất là nhẹ ở phần chóp đây các bạn, một cái vết cấn rất là nhẹ ở phần chóp đây. Mình để cái màu ánh sáng vào cho các bạn nhìn thấy nè, đó thấy chưa. Ok, một cái vết cấn rất là nhuyễn. Phần cán cái họ chuốt cái phần cán cũng khá là đẹp ha, và cái lỗ tra cán là cái lỗ oval nha các bạn, lỗ oval ha. Ok, tình trạng của nó là chưa sử dụng, mới tinh chưa sử dụng. Cái rìu này giao lưu cho các bạn với giá là 380.000. Ok, 380.000 cho cái cây rìu này ha các bạn. Thích hợp cho các bạn chúng ta dùng để camping cắm trại, hoặc chúng ta dùng để thao tác chặt tỉa những cái cây trong vườn, trong sân vườn. Kiểu dáng cái lưỡi của nó cũng khá là hay các bạn ha, cũng khá là hay á, rất là vừa tay. Một cái cối xay, cối này thường chúng ta xưa chúng ta dùng để xay thịt nè, xay hạt vân vân. Một cái cối xay của Liên Xô cũ, và phải nói là nó được gìn giữ khá là
khá là cẩn thận. Đến tất cả những cái chi tiết linh kiện đi kèm với nó vẫn còn được gói trong giấy dầu luôn các bạn. Mời các bạn chúng ta cùng khám phá xem cái cối xay này nó có cái điều gì đáng để chúng ta quan tâm. Tất cả chi tiết gần như là còn rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn. Kể cả hai cái núm cao su đệm này nó cũng còn các bạn thấy không? À, có chữ trên đây luôn các bạn, có chữ luôn. Cái phần thân giữa này là gang nha các bạn, à, gang đúc. Chỉ có cái phần nắp này là nhôm và cái phần cánh tay quay, tay quay này là bằng nhôm luôn. Ok. Đây. Số seri của nó đóng ở đây các bạn. Đây và một số cái phụ kiện đi kèm nó còn được bảo quản trong giấy dầu như thế này. À. Đây là những cái cử tương tự như thế này các bạn. À. Những cái cử để chúng ta xay những cái thực phẩm, những cái hạt hay gì đó nó phù hợp. À, những cái sai cử khác nhau rất là, phải nói là một cái cối này nó có nhiều kỷ niệm với lại những cái thế hệ anh chú và kể cả bản thân Minh Tây Quy cũng đã từng sử dụng qua cái cối xay này trong cái thời mình trổng tre đó ha. Cái thời còn nhỏ đó mình cũng hay dùng cái này, được ba mẹ nhờ xay thịt nè, xay thịt làm nem hoặc là xay những cái hạt, xay đồ vân vân. Và lúc nhỏ mình có nuôi chim đó thì mình dùng cái này để mình xay hạt để mà làm thức ăn cho chim các bạn, cũng rất là thú vị. Nói chung là ký ức, những cái ký ức vui vẻ nó sẽ ùa về khi chúng ta nhìn thấy cái món này, rất là nhiều ký ức. Và cái cối xay của Liên Xô gần như là hoàn hảo các bạn, gần như là còn hoàn hảo hết. Một cái sự gìn giữ rất là đáng trân trọng để chúng ta sưu tầm, trưng bày và vẫn sử dụng được tốt nha các bạn, vẫn sử dụng được tốt. Cái cối xay của Liên Xô này giao lưu cho các bạn với giá là 380.000. Và theo cái nhận định cá nhân của mình á, thì đây là một cái cối xay cũng kiểu dáng cổ điển nha các bạn. Kiểu dáng cổ điển rất là đáng cho chúng ta quan tâm, sưu tầm và sử dụng. Tại sao mình nói là cổ điển? Tại vì thông thường á là mình sẽ gặp những cái cối xay của Liên Xô cũ á, với cái miệng nó kiểu hình, nó hình hơi vuông vuông chứ nó không phải hình oval như thế này nha các bạn. Và cái mình nó vẫn là cái mình nhôm, kể cả cái thanh xoắn này vẫn là nhôm hết ha, chứ không có vừa nửa gan mà nửa nhôm đâu. Thứ hai nữa, các bạn nhìn cái tay xoay, tay quay của nó là hình chữ S rồi, là nó thuộc dạng những cái cối xay cổ điển. À, bình thường chúng ta sẽ gặp cái tay xoay, tay quay này nó thẳng luôn, nó thẳng luôn chứ nó không có thiết kế cái hình chữ S nào. Cái dạng hình chữ S này nó giúp cho chúng ta xoay nó có một cái giống như cảm giác có cái lực nó nhẹ nhàng hơn là cái dạng tay thẳng các bạn. Đó. Thì dựa vào những cái chi tiết vừa rồi bên Tư Vi chia sẻ đó, thì mình nhận định nó là một cái dạng cổ điển, có thể nó là cái đời đầu tiên, thiết kế đời đầu tiên của những cái khối xay chủ nghĩa đó. Và các bạn thì sao? Ý kiến các bạn có thể để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng thảo luận về cái món cối xay cổ điển này. 380.000 cho cái cối xay, xứng đáng cho chúng ta sưu tầm và sử dụng. Tiếp tục, chúng ta đến với một cái cặp búa bi cũng khá là thú vị các bạn. Và cái búa này mình sẽ giao lưu riêng chứ không phải là bán theo combo nha các bạn. Tại vì hai cái búa này nó có trọng lượng khác nhau. Một cái size là 1/2, một cái size số 2. Tức là trên cán thì để là no số 3, này là no 2. Tất cả đều là sản xuất tại Nhật, made in Japan. Và búa bi cán nhựa này nó nhựa đặc và nó có cái độ đàn hồi nhất định các bạn. Nó hấp thu cái lực đóng chúng ta khá tốt, khá tốt. Trọng lượng cái cây này nó khoảng 850g và trọng lượng cây này nó khoảng 1,1 kg. Đây, phần niêm cán của nó đây các bạn. Tình trạng cái đầu bi và cũng như cái mặt dưới này cũng còn khá là đẹp nha, khá là đẹp. Chất thép. Ok.
Đầu bi nó cũng đặc biệt hơn những cái dạng búa bi bình thường, tức là nó hơi vuông cạnh hơn chứ nó không có cắt xéo lên như những cái dạng búa bi mà chúng ta hay bắt gặp. Và nhắc lại đây là những cái dạng búa bi sản xuất tại Nhật, máy in Japan các bạn. Tương tự như những cái cây búa mà cán nhựa hôm trước mình có giới thiệu cho các bạn đó, đầu chì nè, đầu nhôm nè, đầu bằng đồng, và hôm nay chúng ta gặp cái đầu bi bằng thép. Trọng lượng như vừa rồi mình tôi có chia sẻ đó, thì cái cây này Zalo cho các bạn với giá là 200.000 cho cái cây khoảng 850 gram, phù hợp với các bác nào chúng ta nhỏ người thì chúng ta dùng cái cây nhỏ nhỏ thôi, quay cho nó đỡ mỏi tay, 200k. Và cái cây 1.1 kg này Zalo cho các bạn với giá là 250.000 nha, 250.000. Ok, bác nào cảm thấy phù hợp với cái cơ địa của mình thì chúng ta sẽ lựa chọn cái size lớn để chúng ta thao tác với những cái vị trí nó phù hợp công việc. Nhắc lại tổng trọng lượng cái búa này khoảng hơn 1.1 kg, một chút xíu. Cán nhựa và cái cán nó cũng dài hơn cái cây 800 nha các bạn. Cái cán nó cũng dài hơn nè các bạn nhìn nè. Đó, dài hơn một chút xíu thôi chứ cũng không nhiều lắm đâu. Ok, cả hai đều là sản xuất tại Nhật, 200.000 và 250.000. Một cái cảo C bằng đồng chuyên dùng cho các anh em nào chúng ta thợ hàng mà chúng ta kẹp mắt cố định, ít cái thao ra thao vô đó, tức là thường là chúng ta sẽ kẹp vô cái bàn hàng thao tác. Mình có cái bàn hàng và có cái điểm kẹp mát đó, thì chúng ta sẽ có thể kẹp cố định vào cái bàn hàng, hoặc là kẹp vào cái chỗ nào chúng ta cần hàng cái thời gian lâu cố định, thì chúng ta dùng cái cạo C này giúp cho cái việc chúng ta kẹp giữ nó chắc chắn tốt hơn và nó dẫn mát hàng rất là tốt. Toàn bộ cái phần khung này là bằng đồng đúc đó nha các bạn. Và con này nó chịu được tới 500 ampere, là 500 ampere của Sanritsu. Cái phần vít me này là nó bằng thép mạ đồng thôi. Chúng ta thấy nó vàng vàng thế thì cái nó mạ đồng nha các bạn. Có hết 500 nè. Hết 500 nè. Đây nó hết 500 nè, nhưng mà nó là phần đồng nè, toàn bộ nó đeo phần đồng ha. Vít me là nó hết 500 ha. Ok. Và ở đây có thêm một cái vị trí để chúng ta bắt cái dây mát vào đây nè các bạn. Kết nối bằng một cái bu lông. Chúng ta kép cái vị trí cái dây mát vào đây. Ok. Cái cảo đồng của Sanritsu này Zalo cho bạn với giá là 200.000. 200.000. 200.000 cho cái cảo kẹp mát của Sanritsu. Nhắc lại chất liệu là bằng đồng đúc nha các bạn. Đồng đúc. Một cái dụng cụ kéo dây cáp của Marvel. Marvel thiết kế như kiểu quả đấm thép rồi. Của Marvel. Cái phần tay cầm có những cái rãnh phít ngón phía dưới này là bằng nhôm đúc. Phần tay phía trên này là bằng thép nha các bạn. Tay này là bằng thép nè. Và cái vị trí mà chúng ta kẹp cái dây cáp vào đây cũng là bằng thép và có cán răng. Cán răng ha. Có cán răng. Ok. Kẹp cái dây vào đây. Bóp lại. Rút cáp. Rút cáp. Ngoài ra cũng có thể bỏ túi để làm cái dụng cụ tự vệ cũng được. Nó giống như cái quả đấm thép vậy mà. Cầm nó phít ngón nè. Ok. Cái này Zalo cho bạn với giá là 180.000. Cho cái dụng cụ kéo cáp của Marvel Japan. Một cái cây lềm này khá là hay các bạn. Một cái cây lềm nhưng mà được thiết kế nó phần cán nó gần giống như là những cái dạng cái cần câu liêm cứu hỏa đó, của lính Nhật xưa ha, của những người lính cứu hỏa Nhật xưa. Và trên cái lưỡi cây lềm này có đóng hiệu lò, hàng thủ công mà, thủ công. Tình trạng lưỡi mũi còn khá ok các bạn. Những cái vết mẻ nhăm nhăm hay là những cái vết nhưng mà cái lưỡi nó còn khá là sắc đó nha các bạn, khá là sắc đó nha. Một cây lều thiết kế cái kiểu khá là đặc biệt. Chiều dài của cái cây lềm này nó lên tới 53 cm nha các bạn, 53. Bề bản lưỡi 3 phân. Chiều dài lưỡi được khoảng 10 phân. 10 phân. Ok. Rất là lợi hại nha.
cũng là một cái món nông cụ và xứng đáng cho chúng ta đưa vào cái bộ sưu tập những cái món nông cụ đặc biệt độc lạ gì. Và cái liềm đặc biệt này giao lưu cho các bạn với giá là 200.000. Nếu mà nó dài một chút nữa là nó của cái anh, nó đã được làm đạo cụ. Một cái bơm xe đạp, kiểu như cái xe đạp của Pháp, nó có cái sườn sườn thẳng các bạn. Và hai đầu có hai cái lỗ để chúng ta nhét vào cái vị trí trên cái sườn xe đạp, xe cuộc hồi xưa của Pháp đó, hay có dạng ống bơm kiểu này nha. Và tình trạng hoạt động tốt nha. Cái hiệu của ống bơm này là Apollo, Apollo ha. Đây, cái lỗ này xài cho xe đạp, xe máy mình bây giờ là đều được hết nha các bạn. Hoạt động tốt ha. Ok. Cái ống bơm của Apollo này giao lưu cho bạn với giá là 200.000. 200k cho cái ống bơm của xe đạp thương hiệu Apollo. Hoạt động tốt ha các bạn. Nó cũng là một cái món ký ức vui vẻ đó các bạn. Hồi xưa mình nhớ ông nội mình có cái xe đạp và trên cái sườn nó có cái điểm để mà bắt cái ống bơm đó đó. Mình hay qua mình tay lay hoay mãi, lúc đó còn bé lắm. Không biết cách nào để lấy cái ống bơm ra để mà nghịch. Thì tí nữa sẽ bị một cái ký đầu. Một cái ký đầu để biết cách tháo cái ống bơm. Một cây mỏ lết của Rick Jig, size 14 inch. 14 inch là khoảng tầm 350 ha. Heavy duty 14 inch Rigid. Được sản xuất ở Ohio. Ohio, Mỹ. Và tình trạng răng hàm mặt ok các bạn. Răng hàm mặt còn khá là ok ha. Ok. Cái cây này giao lưu cho bạn với giá là 350.000. 350.000, một cái size rất là phù hợp để chúng ta sử dụng cho gia đình. Cái con Rigid 350 này, tức là 14 inch, nó mở miệng tối đa là được 2 inch nha các bạn, là khoảng 50, hơn 50 mm chút xíu ha, là cũng khá là to để chúng ta sử dụng trong gia đình mình đó, để mở ống, mở những cái ống nó có cái size miệng khoảng 50 mm là ok. 350.000 cho cái cây mỏ lết của Mỹ này ha. Thẳng ha, không có bị cong vênh, cái phần tay nắm không có bị cong vênh nha các bạn, thẳng. Một cái đội chữ A của Canada. Của Canada, nhưng mà cái này thường là xuất qua Mỹ. Mà đây có thêm tiếng Nhật nữa, chắc là xuất qua Nhật luôn. À, tiếng Anh, tiếng Nhật. À. Nó đặc biệt hơn những cái đội chữ A bình thường, tức là nó có cái chiều dài cơ sở nó lên tới gần 50 cm và vẫn là cái loại lỗ tròn mà mình rất hay thích lựa chọn để giới thiệu cho các bạn. Vì cái dạng này nó khá là chắc chắn hơn là cái dạng cái bát chữ U nha các bạn. Về cái chiều dài nó lớn như thế này, ưu điểm là nó sẽ có cái chiều cao, khi mà nó tăng hết cỡ lên nó sẽ cao hơn những cái đội chữ A bình thường. Đây, Made in Canada đây các bạn. Ok. Mở bò zin còn xanh lét nè. Trục vít me thì bên Tiểu Huy cũng đã kiểm tra rồi. Con này các bạn thấy nó lên khá nhanh đó ha. Khá là nhanh đó nha. Những cái phần răng cũng còn đẹp, chưa có bị quá tải các bạn. Cũng như cái phần mặt đội phía trên không có bị cấn dập. Điều đó nó nói lên điều gì? Nó nói cho chúng ta biết là cái đội này họ dùng rất là ít sử dụng. Cái trục vít me của nó còn rất là mới luôn. Rất là mới luôn. Lên xuống rất là mượt mà và nhẹ nhàng nha các bạn. Nhắc lại ha, với cái kích thước nó dài như thế này, trục vít me nó dài như thế này, thì nó sẽ khi mà nó tăng hết cỡ nó sẽ cho cái chiều cao, nó sẽ cao hơn những cái đội chữ A thông thường của Nhật mà chúng ta hay bắt gặp. Ok. Cái đội chữ A của Canada này giao lưu cho các bạn với giá là 420.000.
420.000 cho cái đội chữ A của Canada. Tình trạng còn khá là mới các bạn, khá là mới luôn á. Cái miệng này gần như là chưa có bị ngoác, bị một cái lực lớn nào tác động để cho nó có dấu có khớp gì hết. Nè. Rất là nhẹ nha, nhắc lại, thao tác rất là nhẹ các bạn. Một cái khoang tay kiểu dáng khá là cổ điển các bạn. Khá là cổ điển ha. À, nó dùng một cái mũi khoan chân vuông như thế này. À, các bạn nhìn cái kiểu dáng nó khá là cổ điển ha. Và cái việc thao tác nó cũng vậy, đơn giản như thế này. Ngược xoay ngược lại như thế này. Trên cái đầu cặp mũi khoan này nó có đóng hiệu lò nha các bạn. Hiệu lò. Và cái dáng mũi khoan này nó cũng khá là cổ điển luôn các bạn. Cái dáng mũi cái me nó dày, nó mập chứ nó không có nhuyễn ha. Rất là cổ điển. Phải nói là đến cái cả cái phần tay nắm xoay ở phía giữa này cũng vậy. À, họ gia công là kiểu hai cái miếng ốp lại với nhau và được khóa bằng một cái sợi dây đồng. Phải nói là hết sức thô sơ ha, hết sức thô sơ mộc mạc. À, trái bần xoay phía trên này cũng vậy, được tiện những cái khớp nó rất là vintage luôn. Cái khoang tay này giao lưu cho các bạn với giá là 180.000. 180.000 các bạn. Thích hợp cho chúng ta sưu tầm, trưng bày trong những cái khu vực làm việc hoặc là workshop của mình đó. À, ok. Nhìn nó rất là vintage các bạn thấy không? Rất là vintage, rất là hay, dáng rất là độc đáo ha. $180.000 cho cái khoan tay cổ điển này ha. Một cái dụng cụ bẫy đồ nặng của Pikus Benjamin các bạn. Pikus tình trạng khá là đẹp nha các bạn. Khá là đẹp nha. Đây, Benjamin. Cái dụng cụ bẫy đồ nặng của Pikus này giao lưu cho các bạn với giá là 120.000. 120.000 cho cái dụng cụ bẫy đồ nặng của Pikus. Cái này các bạn chúng ta có thể rồi chúng ta nối thêm cái tay cho nó dài ra để nó tăng cái lực đòn bẩy để chúng ta có thể thao tác nó nhẹ nhàng hơn ha. Ok. Một cái kèm mỏ quạ của Klein Tool. Klein Enson. Khá là cổ điển nha các bạn, được sản xuất ở Chicago, USA. Răng nó còn khá đẹp hết ha, hàm trên hàm dưới nè, khá đẹp. Một cây mỏ quà của Mỹ, xứng đáng cho chúng ta sưu tầm và sử dụng. À, mu lông nó còn zin hết nha các bạn, mu lông nó còn zin hết. Cái kèm mỏ quà này giao lưu cho các bạn với giá là 250.000. 250.000 cho cái kèm mỏ quà của Mỹ sản xuất bởi Klein Enson Company, sản xuất ở Chicago, USA. Size này là nó dài khoảng tầm 25 cm nha các bạn. Chiều dài nó được 25 cm. Chất liệu thép đen, không có mạ, không có xi cái gì hết á. Nhưng mà còn khá đẹp. Một cái bàn cắt giấy của Nhật, kiểu dáng cổ điển, cái bàn bằng gỗ, thương hiệu là Rondo. Rondo. Kích thước cái bàn nó là ngang 24, chiều dài nó là 26,5. À. Tình trạng là chưa có vệ sinh gì hết nha các bạn. Lưỡi dao nó còn những cái đốm sét nhẹ nhẹ đây nè. Nó bị dính nước thôi, cán cầm bằng nhôm. À, ok. À, mặt dưới đây. Đây cái lưỡi dao của nó đây các bạn. Ok. Tình trạng lưỡi dao còn khá đẹp, không có bị lỗi, không có bị mẻ gì hết nha các bạn. À, những cái chốt này nó bằng đồng hết nha, những cái chốt vít này, đinh này bằng đồng hết. À, rất là cổ điển, thương hiệu Rondo. Rondo. Rondo chứ không phải Ronaldo đâu nha. Rất là sắc nha các bạn.
Thao tác cắt rất là nhẹ nhàng. Các vị trí khác nha. Ok. Rất là sắc. Cái cắt bàn cắt giấy của Nhật thương hiệu Rondo này giao lưu cho các bạn với giá là 250.000. Với cái size này chúng ta rất là vừa để sử dụng thao tác cắt giấy cắt này kia linh tinh trong gia đình. Những cái chỗ mà các bạn thấy họ là hay làm ảnh này kia đó ha, thì họ dùng cái bàn này phải nói là rất là thường xuyên, rất là nhiều, nhất là những chỗ photo, những cái chỗ mà in vân vân, thì hầu như là sử dụng cái bàn cắt giấy này là thường xuyên các bạn. Ok, 250.000 cho các bạn cắt giấy của Nhật ha. Cái lưỡi dao này thì mình sẽ đánh vệ sinh trước khi mình giao cho các bạn ha. Mình sẽ đánh sạch sẽ những cái vết rỉ trên đây, cũng như là tra cái dầu bảo quản bên lưỡi dao trước khi mình gửi đến cho các bạn. Ok. Một cái bơm dầu chạy nhông nha các bạn. Cái con này chạy bằng nhông và cái cơ cấu hệ thống vỏ của nó là bằng nhôm, nhôm đúc ha. Cái phần ống thép của nó còn xanh ôm, các bạn nhìn nè, xanh ôm luôn. Và cái cơ cấu con này nó dùng hai cái bánh nhông và cái hộp số nhông của nó được nuôi trong nhớt ha, nuôi trong nhớt. Chính vì vậy nó khá là bền và nó hoạt động, và nó giống như kiểu xe mình vậy đó, cái hộp số nó được nuôi trong nhớt thì nó sẽ bền bỉ hơn. Và cái cơ cấu bơm nhớt của nó cũng vậy, nó dùng cái bánh răng nó bơm chứ nó không dùng những cái lá phíp gì hết ha. Máy in ra băng các bạn. Nhắc lại ha, cái bơm này còn rất là mới nha các bạn. Đây là cái phần mà chúng ta sẽ vặn vào cái miệng của thùng phi đó. Cái này là cái dụng cụ bơm nhớt từ thùng phi ra ngoài để chúng ta chiết rót á, và chiết rót từ thùng phi ra ngoài. Một cái lỗi duy nhất đó là cái phần tay quay của nó bị vỡ mất một cái miếng, một cái mảnh như thế này. Nó bị vỡ mất một cái mảnh khoảng chừng một lóng rưỡi tay, một lóng rưỡi tay ở vị trí này. Cái nấm này là cái vị trí mà chúng ta châm nhớt vào cái phần hộp số, phần nhông hộp số của nó bên này các bạn nha. Hoạt động trơn tru, hoạt động trơn tru mượt mà, rất là đã các bạn, rất là đã luôn. Tổng chiều dài của cái bơm này, tổng chiều dài của nó tính luôn tới cái phần ống cong phía trên ha, xuống phần chân dưới là 1m35 nha các bạn. Chiều dài của nó là 1m35 ha. Nói chung là nó thiết kế cái phần ống nó phải tương thích với cái chiều cao của cái phi dầu nhớt của mình đó, để mà chúng ta dễ dàng chúng ta lắp đặt, chúng ta để thao tác. Ok. Cái bơm của Nhật này giao lưu cho bạn với giá là 650.000. 650.000 ha. Này cũng dạng là size lớn các bạn. Cái ống này nó, ống này ống 32 ly nha các bạn. Ống 32. Sáu trăm rưỡi ngàn cho cái bơm dầu của Nhật, khá là mới các bạn, khá là mới ha. Nghe cái tiếng lớp bê nó kêu ô ô ô ô ốc trong này. Tiếp tục chúng ta đến với hai cái đục bê tông, và nó có phần tay đệm đỡ các bạn, phần tay đệm đỡ ha. Cái cây này thì tình trạng nó mới hơn cái cây này ha. Mình đánh giá khách quan nó là cái mũi này nó hơi cùn hơn cái mũi này và chiều dài của cái cây này thì nó hơi dài hơn cây này một chút xíu. Cái phần đầu này là Minh Tây Huy đã có mài nhẹ nó lại nha các bạn ha. Lúc về nó có vết nở thì mình đã mài nhẹ nó đi một chút xíu. À, cái này nó giúp chúng ta bảo vệ cái tay khi chúng ta đóng á, mà nó bị trượt búa thì nó có cái đệm đỡ này khá là an toàn. Ok, cái cây này thì tình trạng nó cao su nó cũng mềm, còn mềm dẻo các bạn. Và cái phần tay cầm này nó cũng to hơn cái dạng này một chút xíu ha. Ok, thì các bạn tùy các bạn thích chọn cây nào thì chúng ta sẽ lựa chọn thôi. Và giá giao lưu cho các bạn cái này là 150.000 một cái ha.
150 ngàn một cái đồng giá nha các bạn. Cạnh đều là cạnh bát giác hết nha các bạn. Đều là cạnh bát giác hết ha. Phi của nó là 19 ly. Cái cây màu cam này thì có vẻ nó nhỏ hơn một chút xíu. Phi của nó là 16 các bạn. Cái này là 16 ly. Và cái cây này nó là 19 ly. Cây này thì tình trạng nó cũ hơn cái cây này. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà giá nó là đồng giá như nhau. 150 ngàn một cái. Một cái can đựng nhiên liệu của Liên Xô, tình trạng là nguyên zin, chưa có vệ sinh nha các bạn, và đã kiểm tra không có bị mục thủng chỗ nào hết, không có bị mục thủng chỗ nào hết. Ok, thể tích của nó là 20 lít, 20 lít. Nắp có sim, có ron cao su, nắp có ron cao su, thùng ton nha các bạn, thùng của Liên Xô cũ, không có bị mục thủng gì hết. Thể tích là 20 lít, thích hợp cho các bạn chúng ta đựng xăng, đựng dầu, và đựng nhớt thừa hay gì đấy vân vân, thì theo cái nhu cầu sử dụng của các bạn thôi, không có bị mục thủng chỗ nào hết các bạn. Mình đã test thử kiểm tra rồi. Ok, cái can nhiên liệu của Liên Xô này Zalo cho các bạn với giá là 300 ngàn. Ok, nhắc lại ha, cái này thể tích của nó là 20 lít, kích thước của nó như sau, chiều ngang của nó là 34, chiều cao lên tới quai là 46, và chiều sâu bề sâu này, bề ngang này là được 14 cm. Không có bị cấn móp nặng ha, có thể có những cái vết nha, cấn nhẹ gì đấy, thì nói chung là hàng vintage, hàng đã được qua sử dụng nhiều năm thì chắc chắn không thể tránh khỏi những cái vết trầy xước hay gì đấy, nhưng mà quan trọng là nó không bị thủng, tại vì nó là cái thùng đựng nhiên liệu mà nó thủng thì coi như là hỏng ha, mất giá trị, mất cái khả năng chính, khả năng sử dụng chính của nó. Đựng nhiên liệu mà thủng là coi như thua nha. Ok, ton cũng khá là dày nha các bạn. Ok, 300k cho cái thùng đựng nhiên liệu 20 lít của Liên Xô. Liên Xô. Ok, tiếp tục chúng ta đến với một cái bộ tool chuyên dùng cho y tế các bạn, chuyên dùng trong y tế, thương hiệu là Stryker. Thì cơ bản là cái này nó cũng không phải là đủ bộ đâu các bạn. Đủ bộ nó có chia ra rất là nhiều cái bộ combo khác nhau tùy theo cái vị trí mà nhu cầu công việc. Thì hiện trạng trên đây là nó có 2, 4, 6 cái chi tiết, 6 chi tiết chất liệu nó là inox. Mỗi cái nó đều có mã số riêng của nó hết các bạn. Cái này chúng ta nhìn nó như kiểu một cây búa vậy ha. Kiểu cái cây búa vậy đó. Inox nha, và cái inox này nó dạng inox thép, nó có hít 500 nha các bạn, 500, nhưng mà nó không có rỉ sét nha các bạn. Tất cả những cái thiết bị nào sử dụng trong y tế làm cái chất liệu inox đặc biệt, và nó không có bị rỉ sét, không có bị tác động của những cái hóa chất oxy hóa của môi trường vân vân. Một số cái vị trí họ mạ chất liệu nó nhìn nó cảm giác nó rất là chắc chắn, rất là chất lượng các bạn. Mỗi cây nó đều có mã số riêng. Hai cây này cái đầu nó dạng lục giác 5 nè, lục giác 5 với lục giác 4,5. Tay cầm cao su nó cảm giác nó có cái độ đàn hồi nhẹ nhẹ. Cây này thì cái đầu nó lắc léo được. Một cái món này nó giống như là cái dạng đục lỗ vậy đó các bạn. Một cái cây đục lỗ vậy đó. Ok, cái này thì giống như cây búa rồi. Còn cái cây này thì nó nhìn nó giống như là cái dụng cụ lấy mẫu gạo của mình đó ha. Giống như cái cây xông gạo của mình vậy đó. Ở giữa nó có lỗ nha các bạn.
Giờ nó có cái lỗ này, thương hiệu nó đóng tiêu chuẩn châu Âu hết các bạn. Ok, và cái bộ dụng cụ này giao lưu cho bạn với giá là 500.000. 500.000 chúng ta có 6 cái chi tiết ha, 6 cái chi tiết. Không phải nha, chúng ta cảm thấy ứng dụng nó với cái công việc gì của mình thích hợp thì mình cứ lựa chọn, chứ không phải nhất thiết là chúng ta phải mang về phải dùng đúng cái công năng của nó là để phục vụ trong cái ngành y tế đâu. Như cái này chúng ta dùng làm cái búa gõ cũng ngon lắm à. Chất lượng luôn á, một cây búa như kiểu thép trắng các bạn, và có cái khe này ở trong cái hình ảnh mô tả thì mình thấy họ dùng để giống như là để siết những cái bu lông, bắt vít vào những cái phần mà khớp cơ khớp xương đó để định định hình đó. Thì chúng ta vẫn có thể dùng nó để chúng ta ứng dụng, chúng ta đóng đồ, hoặc là chúng ta dùng để bẻ gạch, hay là sử dụng nó như kiểu cái cờ lê gì đó ha. Cái đầu búa khá là chất lượng rồi, 500 ngàn cho 6 cái chi tiết của Striker. Tiếp tục chúng ta đến với một cái dây đai an toàn làm việc trên cao của Fujidenko, và tình trạng cái bộ này còn khá là mới nha các bạn. Nè, nếu mà không dám nói là nó mới tinh chưa sử dụng, nhưng mà cái độ mới của nó phải cỡ 90% trở lên. Những cái vị trí dơ bụi này thì chắc chắn nó phải có rồi ha, không thể tránh khỏi. Tuy nhiên cái phần móc cũng như là cái phần khóa dây nó nói lên cho chúng ta biết là cái độ mới của cái cuộn dây này. Và dây nó có một cái cuộn rút tự động, khi các bạn kéo ra thì nó dài khoảng tầm 1 mét, mét 2 gì đấy ha. Chúng ta thao tác khi chúng ta không cần thiết đâu, chúng ta bấm thì nó sẽ thu dây tự động rồi, dây tự động. Và bên cạnh đó nó còn có một cái đoạn đoạn chờ, có đoạn dây dự phòng nữa. Fujidenko, một cái thương hiệu khá là nổi tiếng trong cái mảng sử dụng sản xuất cũng như là phân phối bởi các cái hãng khác về cái dụng cụ an toàn của Nhật. Và chúng ta có thêm cái túi để đựng tool nho nhỏ nữa nha các bạn, để đựng những cái vật dụng gì đấy nó phù hợp gọn. Tình trạng nguyên zin, chưa dọn dẹp vệ sinh đâu, nhưng mà nó mới như thế này để mình giữ nguyên cho các bạn thấy được cái độ mới của nó. Đây có đống Fujidenko ở trên, chỉ sao băng khắc chìm phía dưới này. Fujidenko ha, sao băng rất là mới các bạn. Phần bát móc nó dây này nó tăng chỉnh cái size lưng, nó là fit size hết, thế nào cũng vừa hết. Ok, cái dây đai này giao lưu cho các bạn với giá là 450 ngàn ha, 450 ngàn mới nha bạn, rất là mới. K cho cái dây đai an toàn của Fujidenko với cái thu dây tự động của Rita. Một cây kéo tỉa kiển, tỉa tán cây đó các bạn, dùng để tỉa tán cây đó. Với kích thước chiều dài của nó được 54 cm, 54 cm. Cán cán sắt, sơn tĩnh điện, hoạt động tốt, lưỡi không có bị lỗi nha các bạn, lưỡi đẹp không bị lỗi. Máy in Japan, đây cái tem máy in Japan của nó hơi bị rách rách các bạn. Và nó còn thêm một cái lỗi nữa là cái phần tay cầm nó bị rạn, cái phần ốp tay cầm, phần ốp tay cầm nó có những cái đường rạn này, do nó bị bảo quản không tốt các bạn, nó bị phơi nắng đó, nó bị rạn cái phần này nè, nhưng mà không ảnh hưởng gì tới cái vấn đề sử dụng của mình đâu ha. Quan trọng là cái phần lưỡi này nó còn bén, sắc bén nè.
chốt là tán luôn ha, à, tán luôn, tán chết luôn đó. Ok, khá là đẹp ha. Cái cây kéo tỉa của Nhật này giao lưu cho bạn với giá là 250.000, 250.000, hàng chuẩn Nhật ha. Ok, 250k cho cái cây kéo tỉa tán của Nhật, chiều dài 54 cm nha các bạn. À, cũng khá là vừa để chúng ta sử dụng thao tác, không quá dài cũng không quá ngắn. Một cái thùng tôn của Nhật, à, chất liệu là tôn, sơn zin màu đỏ. Tình trạng là cái nước sơn ở phần đáy nó có bong bong như thế này, à, tuy nhiên là nó còn rất là đẹp nha các bạn, chưa có bị một thủng chỗ nào hết. Những vị trí bong sơn ra các bạn nhìn cái tôn nó còn sáng như thế này ha, không có bị một thủng chỗ nào hết. Đây, made in Japan ha, made in Japan. Ở phần khóa nó cũng có chữ Japan đây các bạn. Ok, phía trong này, cái này là nó dính những cái vết như keo hay gì đấy, đen đen thôi. Cái này chúng ta về chúng ta rửa dầu vệ sinh đi là nó như mới, nước sơn ở trong mà. Ồ, rất là đẹp, rất là đẹp. Và cái size lọt lòng phía trong của nó là được 36 cm nha các bạn. Kích thước là chiều ngang được 15,5, chiều dài phủ bì là 37, chiều cao cái này nó khoảng 12 cm. Và cái thùng này giao lưu cho các bạn với giá là 200.000, 200.000 ha. Một cái thùng tuôn, à, mã nó là IPA 50, 350, made in Japan ha. 200.000 cho cái thùng này các bạn, 200k. Một cái thùng tuôn thứ hai, nó là cái dạng thùng nhựa của Conan, Conan. Kích thước có ghi trên này các bạn, của nó là 395 nhân 200 nhân 130, đó là chiều cao 130 nè, chiều ngang là 200, chiều dài là 395. Thùng nhựa ha, có những cái vết cấn cấn nè, nhưng mà không có bể vỡ gì nha các bạn, những cái vết cấn nè. À, made in Japan ha, made in Japan, vết cấn này. Này, phía trong chúng ta cũng thấy như được những cái vết cấn như thế này, nhưng mà cái nhựa nó rất là dai các bạn, rất là dai, rất là dẻo. Ok, và cái thùng tôn này giao lưu cho các bạn với giá là 150.000, 150.000 ha. Khóa ngoài sách này, những cái đường nó bị cấn cấn đó các bạn, nó bị đè đó, à, nhưng mà nó không có bị bể vỡ nha, chất nhựa dai chắc. Ok, 150.000 cho cái thùng. Proact của Kohan, product by Kohan, 150.000 cho cái thùng tool. Tích hợp cho các bạn đựng những cái tool nhỏ lặt vặt gì đấy, chúng ta xách đi lưu động, chúng ta sửa chữa lặt vặt rất là tiện ha, không có sợ nước. Cái thùng tool số 3, thương hiệu là Speed, Speed tốc độ. Cái thùng này phía trong nó có hai cái ngăn như thế này các bạn. Tình trạng cũng nguyên zin, chưa có vệ sinh và nó còn khá là đẹp các bạn thấy không? Thẳng thớm, không có bị cấn mớp hay là biến dạng cái phần bát khung, nó còn rất là thẳng thớm. Một bên là cái ngăn suốt và một bên là cái ngăn được chia những cái hộc để chúng ta đựng ốc vít, những cái chi tiết linh tinh gì đấy. Rất là phù hợp ha. Kích thước của nó như sau. À, lọt lòng của nó là khoảng 40 cm nha các bạn. Lọt lòng 40 cm. Chiều ngang của cái thùng này là được 17,5. Và chiều cao của nó không tính quai thì nó khoảng 17 cm các bạn, 17 cm. Phía trên nó có hai cái quai để chúng ta lắp một cái ổ khóa gì đó, à, an toàn. Và cái thùng này giao lưu cho các bạn với giá là 320.000, 320.000. Này, phần đáy nó đây, không có bị một thủng nha các bạn, không bị một thủng cái nào hết ha. À, nước sơn màu xanh,
xanh nhạt rất là đẹp. 320.000 cho cái thùng tool thương hiệu Speed. Tốc độ một cái dụng cụ tăng dây thừng, dụng cụ tăng dây thừng đến từ Mazda của Mỹ ha, của Mỹ, và tình trạng cái này cũng còn khá là đẹp. Và nhắc lại, nó là cái dụng cụ để tăng dây thừng nha các bạn. Đây là cái rãnh để chúng ta trượt cái dây thừng vào đây để chúng ta kéo. Thì ưu điểm của cái dạng tăng dây thừng này thì nó sẽ không có giới hạn về cái dòng xoắn dây cũng như là cái chiều dài dây. Các bạn muốn kéo dài bao nhiêu thì chúng ta sẽ dùng cái dây nó phù hợp bấy nhiêu khi chúng ta sử dụng thao tác thôi. Đây, thương hiệu của nó đây các bạn, Mazda USA ha, của Mỹ nha, Mỹ. Những cái bát này họ mạ kẽm nó còn rất là đẹp. Vì tình trạng nó còn khá mới nên các bạn nghe cái phần con chó nó nhảy rất là tiếng, rất là đanh ha. Và những cái cò này nó không có bị khớp, không bị mòn gì hết nha các bạn ha. Không bị mòn quá mức quy định. Đây, chó giữ nè, cũng như cái phần răng là nó còn khá là đẹp ha, không có bị khớp. Những cái phần bát này họ mạ kẽm 7 màu luôn. Ok, một cái móc. Và thường cái lực kéo của con này là nó khoảng tầm 1 tấn cho tới 1 tấn 2 các bạn. 1 tấn cho tới 1 tấn 2. Tình trạng là cái tay cầm ở này lúc về là nó bị một cái đường nứt ở đây, và phía trên đây nó vỡ một cái mảng. Thì mình cũng đã dùng keo để mình xử lý lại cho các bạn rồi. Để chúng ta về chúng ta sử dụng bình thường ha. Để xử lý cái phần keo này để cho nó lắp được cái khoảng vỡ phía trên này của cái phần tay cầm. Tuy nhiên là nó cũng không ảnh hưởng với cái phần công năng sử dụng phía trên này đâu các bạn. Đây, ở đây nó có cái đường nứt phía dưới này ha. Mazda USA. Ok, cái tăng dây thần này của Mỹ này giao lưu cho các bạn với giá là 600.000 ha. Thông thường chúng ta sẽ gặp cái dạng tăng dây này của Marvel của Nhật là nhiều, nhưng cái dạng tăng dây thần này của Mazda Mỹ thì cũng ít có gặp các bạn. Nếu mà chúng ta dùng cáp á, thì cái đầu này nó dùng móc và nó chạm cái đồng rồng, nó luồn cái dây cáp và nó chạm cái đồng rồng ở phía đằng này. Nhưng mà cái này chúng ta xem xét lại, cái này là nó dùng để kéo dây thừng, thì cái dây thừng nó chạy trên đây và cái đầu bên kia của dây thừng chúng ta sẽ cục móc ở bên đầu dây thừng bên kia ha, và kéo nó sẽ tăng nút lại. Các bạn cần cái đầu này, các bạn lời rồi đó nha, chứ không phải là nó bị thiếu đâu. Ok, 650.000, à xin lỗi, 600.000 lại phát sinh, 600k cho cái tăng dây thừng của Mỹ thương hiệu Mazda. Tiếp tục chúng ta đến với một cái bộ ba mã hóa, một cái bộ ba cảo ép. Riết nhiễm tưởng và sinh học hay gì, có bộ ba mã hóa trong ADN ở trong ha. Một cái bộ ba cảo ép của Mỹ, Made in USA, cái nào nó cũng có đóng Made in USA các bạn. Và cái này nó khá hay ở là một cái việc là chúng ta vừa có thể ép và vừa có thể bung. Và cái chiều dài giới hạn nó không bị giới hạn. Thì cái thanh này là cái thanh ống trụ, chúng ta có thể muốn dài ngắn bao nhiêu thì tùy các bạn về, chúng ta có thể thay được cái thanh này. Nhưng mà cái thanh này là cái thanh zin của nó nha các bạn. Ở phía dưới này có chạy rang, ở phía trên này cũng có chạy rang. Và cái việc chúng ta tháo vặn nó ra như kiểu vặn rang ống nước vậy đó, tháo ra bình thường. Và khi chúng ta kẹp phôi thì chúng ta tăng chỉnh, xí cái này vào và điều chỉnh tăng giảm ở cái nắp này. Ok, rất là lợi hại các bạn, rất là lợi hại. Hiện trạng là cái thanh này, cái ống này nó dài được khoảng 1m1 nha các bạn. Cái ống mạ kẽm này nó dài 1m1 và cái phi của cái ống này là phi của nó là 27 đó các bạn, ống 27 đó. Ống 27 mạ kẽm ha, phía dưới này nó có cái phần lò xo để bảo vệ cái ren nè, để nó tránh dập cái ren. Khi chúng ta muốn trở đầu đảo đầu gì đó thì chúng ta sẽ tháo cái này ra, là chúng ta kéo này ra.
để chúng ta dùng chức năng mà banh để chúng ta xoay cái này lại ha, xoay cái đầu này lại mở ra, xoay răng nó quay cái đầu nó ra ra ngoài. Ok. Kẹp rất là hay ho. Made in USA ha. Mã nó là 55003 các bạn. Bonet 5003. À, cả ba cây. Tình trạng vít me cũng như cái phần kẹp. Có một cái này nó bị thiếu cái thớt nhựa này các bạn. Thiếu mất cái nhựa này đây. Đây cái nhựa này cũng đóng made in USA trên đây nè. À, thôi thì giờ hai em thiếu đi, cho một em đủ đi ha. À, nhà có ba anh em thì giờ coi như là nhường đi, em Út rồi nhường cho nó đi. Hai anh chị chịu khó nhịn đi ha, nhường cho em Út đi, có thằng đủ rồi. Đây, made in USA ha. Ok. Cái bộ cạo ép 3 cây của Mỹ này giao lưu cho các bạn với giá là 2.700.000, 2.700.000. Chúng ta có một cái bộ cạo ép gỗ ha, dành cho các bác làm mộc và làm những cái size lớn rồi đó, của Mỹ nha, made in USA ha. 2.700.000 nha các bạn. 2.700.000. 2.700.000 các bạn có 3 cây cạo ép. Cạo ép. À, của Mỹ ha, tình trạng còn khá là đẹp rồi. Khá là đẹp. Ok. À, cái tư thế kẹp của nó khá là hay các bạn. À, tăng chỉnh nó nhanh, tăng chỉnh nhanh nhưng mà hiệu quả ha. Khi mà nó ép cố định rồi thì chúng ta sẽ dùng cái này, chúng ta tăng cái lực ép lên, siết cái này để tăng cái lực ép lên. Ok. Nhắc lại ha, mỗi cái thanh này nó dài 1m1 nha các bạn, 1m1 ha, 1m1. 2.700.000 cho cái bộ ba cạo ép của Mỹ, thương hiệu là Bonet. Tiếp tục như thường lệ thì chúng ta sẽ chuyển qua chuyên mục số 2 về đồ điện. Tuy nhiên hôm nay đồ điện thì Minh TV chưa có việc kịp vệ sinh để kiểm tra test để giới thiệu đến cho các bạn, thì mình sẽ chuyển qua chuyên mục số 3, những dụng cụ sử dụng khi nén và đồng bọn. Đầu tiên của những cái đầu hơi hôm nay thì chúng ta có một cái cuộn dây cao áp các bạn, cuộn dây cao áp và hai đầu nó đã được bấm, cái này đầu họ bấm zin sẵn nha bạn, đầu bấm ren 13 ren trong. Thì các bạn về chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể dùng những cái đầu adapter chuyển đổi cho nó phù hợp với cái thiết bị máy của mình. Dây cao áp cái này các bạn dùng để rửa xe thì rất là ok, dây nó có lỗi thép ha. Dây nó có bệnh lỗi thép và ở ngoài nó phủ một cái lớp kiểu lớp bù bảo vệ khá là chất lượng các bạn. Cái này là mình chưa vệ sinh nè, nó dính những cái bột hay keo gì đó thôi. Điều độ dài của cái cuộn dây này nó khoảng tầm 30 thước các bạn. Khoảng tầm 30 thước ha, hoặc là có thể hơn. Đây là cái tem, nó còn cái tem lưu kho hay cái tem gì của nó đó. Nó dán ở đây nè, tem mã vạch nè, để kiểm soát cái hàng hóa trong kho của nó hay sao đó. Và nó đưa vào cái chuyên mục hàng thanh lý. Thì tình trạng của nó là chưa vệ sinh nha, nó còn đang dơ dơ thôi. Nhưng mà một số cái đoạn đầu nó nằm phía trong máy thì nó còn rất là mới và đẹp như thế này. Một số cái đoạn phía ngoài thì nó sẽ bị dính cái keo, cái bột trong cái công trường mà nó sử dụng đó các bạn. Ok. Thì cái cuộn dây này giao lưu cho các bạn với giá là 600.000. 600.000 ha. 600k cho cái cuộn dây cao áp. Cái dây này cái đường kính ngoài của nó chỉ có khoảng 11.5 ly thôi các bạn, 11.5 ly thôi. Lỗ trong nó cũng khá bé ha. Lỗ trong nó khá bé. Lỗ trong của phần đầu ra mình chỉ đo được lỗ trong phần đầu ra nó khoảng 4.5 ly thôi các bạn, 4.5 ly. Dùng cho những cái máy để xe cao áp. Đối với cái dây mà lỗi bố như thế này thì cái áp của nó tối đa nó khoảng tầm maximum của nó khoảng 300 khoảng 300 kg đổ lại thôi ha. Ok. Nhắc lại ha, chiều dài nó khoảng tầm 30 thước nha các bạn. Khoảng 30 thước nha. Khá là dài đó ha, khá là dài. Hai đầu nó được bấm răng trong 13 ly, răng trong 13 ly cả hai đầu. Và nó là dạng cái đầu con đó các bạn.
đầu con đó. Tiếp tục chúng ta đến với một cái dụng cụ. Cái này là cái súng mài nhám các bạn, mài giấy nhám, mài giấy nhám nha. Của Rodak, cái hiệu này của Mỹ các bạn, Rodak của Mỹ. Con này nó có chỉnh áp dưới đây ha, nó có nấm chỉnh áp zin nè. Và cái đầu này nhắc lại là cái đầu để mài giấy nhám nha. Thứ những cái dạng giấy nhám mà trước đây mình có giới thiệu cho các bạn đó. Nó dùng cái giấy nhám dạng như thế này các bạn. Và cái giấy nhám này chúng ta dễ dàng mua trên thị trường, ở đâu nó cũng có bán. Đây là cái mình có giấy nhám Nhật nè. Cái này là 10.000 miếng nè, 10.000 miếng ha. Ok. Và chỉ việc chúng ta dùng cái vít dẹp đó, chúng ta mở cái con phía giữa này ra. Cái mài nhám của Rodak Mỹ này giao lưu cho các bạn với giá là 450.000 ha. 450.000. À, đây nó có chỉnh áp cái gì nha các bạn. Chỉnh áp vô cấp. Okay. 450k cho cái mài nhám của Rodak Mỹ. 450.000. Một cái sản phẩm tiếp theo, chúng ta có một cái cây khoan của SB. SB các bạn. Một cái thương hiệu đến từ Nhật, made in Japan ha. Và cái đầu kẹp tối đa của nó được 10 ly nha. Tình trạng cây khoan SB này còn khá đẹp ha. Đầu kẹp tối đa 10 ly nè. Japan ha. SB tem trên đây. Cái mã của nó là SB1511 đó các bạn. SB1511. Con này tình trạng cũng là nguyên zin, chưa có qua sửa chữa gì hết nha các bạn. Và sẽ có chìa mở zin tặng kèm khi các bạn lựa chọn sản phẩm này. Ok. Cái khoan của SB này giao lưu cho các bạn với giá là 500.000. Nhắc lại tình trạng cái cây này chưa có qua sửa chữa ha. Cái đầu nó còn dính cái mũi khoan gãy trên đây nên mình chưa tháo ra luôn á. Ok. Khoan một chiều thôi. Nhưng mà con này khá là bạo lực nha. Thích hợp cho chúng ta vừa khoan nè, đánh rỉ nè, mài nhám nè, do móc. Rất là nhiều cái việc mà chúng ta có thể ứng dụng với cái khoan. Khá là êm vậy. Và lưu ý với những cái thiết bị mà nó chạy liên tục như thế này, thỉnh thoảng khi chúng ta sử dụng chúng ta phải cấp dầu cho nó một chút xíu nha các bạn. Oil daily đó. Cấp dầu mỗi ngày khi chúng ta sử dụng đó. Một cái súng bu lông đầu 3/8, tức là 9.6 của Uri, tình trạng là mới tinh chưa sử dụng các bạn. Cái này là về mình Quy mới lắp cái đuôi chuột thôi, lúc về nó còn gắn cả lâm bê cái găng ti đó. Đảo chiều ở đây ha, đảo chiều ở đây và con này nó dùng hai cái búa đứng nha các bạn, hai búa đứng khá là mạnh ha. Nhắc lại nha, mới tinh chưa sử dụng, súng bu lông của Uri, mã nó là UW8SH. Cái súng bu lông của Uri đầu 3/8 tức là 9.6 này, tình trạng mới tinh chưa sử dụng nè, giao lưu cho các bạn với giá là 500.000. 500.000. Hai búa đứng nha các bạn, khá là mạnh ha. Mà đã vậy còn mới chưa sử dụng, lực nó đã ha. Cho xí dầu vô nữa nè. Ok. Một cái sản phẩm tiếp theo, chúng ta có một cái cây mở bu lông gốc dạng trợ lực đầu 3/8 của Fujiwara SK11 đó các bạn. Đi kèm với nó chúng ta có những cái khẩu tiếp như sau. Nó có thiếu mất hai cái đi các bạn. Từ 10 ly cho tới cái đây là 19 ly các bạn. Nó bắn tối đa được 19. Nên họ làm họ tính toán tới mức độ đó thôi. Tình trạng cái cây này là khá là mới, tuy nhiên họ để nước nó vào nó bị rỉ sét ở trong những cái tiếp này thôi. Mình đã đánh sạch những cái rỉ ở phần ngoài rồi. Và một vài cái đốm rỉ ở đây cũng đã vệ sinh sạch. Cây này được sản xuất ở Đài Loan nha các bạn. Trên cái tem của nó có ghi nè, made in Taiwan ha. Thương hiệu thì của Nhật nhưng mà sản xuất ở Đài Loan, là một cái dạng mở trợ lực. Mở trợ lực sử dụng nhông. Dụng nhông. Giúp chúng ta giải quyết những cái con ốc trong góc hẹp đó các bạn.
đầu 3/8 là 9.6 ly, tương tự như cây Uri kia ha. Đây, cái bộ nó như thế này. Và cái bộ này Zalo cho các bạn với giá là 350.000. 350.000 thôi. 350.000 chúng ta có một cái cây mở bu lông gốc hẹp sử dụng nhông dạng trợ lực của Fushiwara SK11 sản xuất tại Đài Loan. À, đảo chiều như này. Hai chiều hoạt động tốt nha các bạn. Đi kèm đó các bạn có thêm 5 cái khẩu tiếp. À, mở từ 10 cho tới 19. Đầu này vẫn là đầu 3/8 9.6 nè. Ok. Khá là mới nha, khá là mới. Có một cái hộp tránh thất lạc luôn ha. 350.000. Một cái cây xịt hơi của Kurita. Vòi dài, điều chỉnh áp trên vòi luôn các bạn. Khá mới ha. Kurita. Khá mới ha. 250.000 cho cái cây xịt hơi này. Điều chỉnh áp ở trên cái chỗ cái vòi nó luôn nha các bạn. Okay. Kurita da băng. Một cái cây đục hơi. Một cây đục hơi. Cây đục hơi này của hãng Dymic. Dymic Giselle. Cũng khá là mới rồi nha. Cái mũi đục zin đi kèm của nó luôn nha các bạn. Đây là cái mũi đục zin đi kèm của nó. Và dạng mũi dẹp cong. Mũi dẹp cong. À. Chân này là chân 10 ly thông dụng. Và cái mũi này ở đây mình có bán ha. 100.000 một cái. Nếu các bạn nào chúng ta có nhu cầu. Ok. Đây cái tem nó phía sau đây các bạn. Dymic Giselle là cái đục đó. Model D200. 200. Vỏ nó bằng gan đúc nha các bạn. Vỏ là bằng gan đúc. À. Phần đầu thép. À, phần đầu thép, cò thép. Cái cây này Zalo cho các bạn với giá là 700.000. Khá là bạo lực á. Không phải dạng vừa đâu á. Đối với cái đục này thì chúng ta có thao tác được rất là nhiều cái vị trí, từ đục bê tông, đục những cái chốt, bát phốt, chén cổ này kia đó, đóng những cái bu lông rỉ sét, lấu những cái chi tiết ở vị trí gầm máy, vân vân. Rất là nhiều cái vị trí thao tác công việc mà chúng ta ứng dụng với cái đục hơi này. Nó nhiều cái búa hơi, nó giúp giải phóng cái sức lao động của mình rất là tốt. 700.000 cho cái cây đục hơi của Dymic. Một cái cây khoan đầu 13 ly nha các bạn. Khoan của NPK đầu 13 ly. NPK tem đồng ha, tem đồng. Cái khâu này cũng bằng đồng luôn nha các bạn. Cái khâu chỗ tay nắm phụ nè. À, cũng là bằng đồng đúc luôn. Rất là vintage. Đầu của Yukiwa đầu 13 ly ha, đầu 13 ly. Con này khoan đầu dày rất là sướng nha các bạn. Khoan đầu dày rất là sướng. À, bộ nhông lớn cho phép chúng ta cái lực cày ép rất là tốt. Cái cây này Zalo cho các bạn với giá là 800.000. 800.000 các bạn có một cái cây khoan hơi của NPK. Đầu được tới 13 ly sắt lớn nha, con này thuộc dạng sắt lớn nha các bạn. 800k. Những cái cây này thích hợp cho chúng ta khoan đầu dày và ép cày ép một cái lực lớn. Rất là hữu hiệu, rất là hữu hiệu. 800.000 cho cái cây khoan hơi đầu 13 ly của NPK. NPK. Một cái cây mài gốc cũng của NPK. Con này cùng đời với con đó nha các bạn. Cái màu sơn, cái màu sơn nó còn phản phất ở cái phần tay cầm nè, là cái màu sơn úa nó hơi nhạt nhạt nè. Con này sử dụng đá mài 1:8 nha các bạn. Đá mài 1:8 ha. Cò vặn, nó thao tác bằng cái cò vặn thay thế như một cái chỉnh áp. Vòng tua của nó chỉ có 7.600 vòng một phút thôi. À, áp từ 6 kg trở lên là chúng ta sử dụng được rồi. Áp từ 6 kg trở lên là chúng ta sử dụng được ha.
Tuy nhiên những cái con lớn này thì cái bầu hơi cũng như là cái bình khí cấp hơi lưu lượng của nó cũng phải đảm bảo thì nó mới nuôi nổi những cái con này nha các bạn. Ok, cái cây này giao lưu cho bạn với giá là 700.000. 700.000. Rất là bạo lực, rất là bạo lực. Nhắc lại ha, con này sử dụng đá 1 tấc 8 nha. Và cái lỗ cốt để mà cho viên đá vào là 22 ly. 22 ly. Thì các bạn có thể dùng đá mài, đá cắt hay là đánh nhám gì đấy, cước vân vân. Miễn sao là cái lỗ đó là 22 ly là chúng ta có thể lắp được. Một cái vòi xịt nước của Takagi, một cái vòi xịt nước của Takagi các bạn. Vòi xịt nước của Takagi. Cây các bạn dùng ống nhét nè, chúng ta nhét ống vào là chúng ta có thể sử dụng được rồi. Ok. Vòi xịt nước của Takagi. Cái này giao lưu cho các bạn với giá là 200.000. Nãy mình có nói là đầu hơi và đồng bọn đó ha. Thì đồng bọn là đầu nước, đầu hơi nó cũng xem nó gần gần bà con cô bác với nhau. Đấy. Một cái cây cưa kiếm của Richard. Cưa kiếm hai bích tông các bạn. Đi kèm với nó chúng ta có cái chìa lục giác để chúng ta xiết cái lưỡi cưa. Và cái dạng này nó dùng cái lưỡi cưa thông dụng. Chúng ta đi mua ở đâu cũng có các bạn. Cái dạng lưỡi cưa sắt như thế này nè. À, dạng cưa sắt cưa tay đó. Thì chúng ta cho vào đây là nó vừa. Này cái vị trí nè. Nó có hai cái ốc lục giác để chúng ta giữ lưỡi cưa đó. Chúng ta nới này ra. Để chúng ta cho lưỡi vào chúng ta xiết lại. Vậy thôi. Chúng ta có thể tận dụng những cái lưỡi cưa bị gãy á. Khi mà chúng ta cưa tay, cưa sắt mà nó bị gãy lưỡi gì đấy. Thì các bạn có thể hoàn toàn dùng cái lưỡi tận dụng để chúng ta sử dụng cho cây cưa kiếm này. Nó dùng hai bích tông và có bình dầu phụ ha. Bình dầu phụ này thì các bạn chỉ việc mở vít này ra, cho dầu vào đây, xiết nó lại là xong. Cò bằng đồng nha các bạn, cò nó bằng đồng. Thì tình trạng cái con này đã kiểm tra vệ sinh và test hoạt động tốt. Ok, test hoạt động tốt hết ha. Richard. Nó phải nằm chiều này mới đúng nha. Đấy, nó phải nằm chiều như thế này các bạn. Air show Richard. Cái cây này giao lưu cho bạn với giá là 1.200.000 ha. 1.200.000 nha các bạn. 1.200.000 cho cây cưa kiếm của Richard. Cho nó miếng dầu, nó bị khô dầu. Thì như mình có chia sẻ ở những cái video trước về cái cưa kiếm đó, tại sao người ta thiết kế một cái bình dầu phụ, tức là khi sử dụng là bắt buộc chúng ta phải có dầu nuôi. Tại nó dùng hai cái trái bích tông nó chạy liên tục và cái cường độ cao như vậy, giống như kiểu xe máy mình mà không có dầu nuôi thì chắc chắn là nó sẽ hỏng bích tông, bạc liền. Thì cái này cũng vậy, chúng ta phải cấp dầu cho nó. Nếu mà chúng ta có cái đuôi cấp dầu chủ động đó thì mình lắp trực tiếp đây luôn, còn không khi chúng ta sử dụng thì thỉnh thoảng chúng ta phải cho dầu vào. Và khi mình cưa một cái gì đó với cái cường độ cao thời gian dài thì thỉnh thoảng mình phải cấp dầu vào đây, nếu mà chúng ta nhìn cái mắt dầu đây mà nó hết dầu á thì chúng ta sẽ cấp dầu vào đây nha, thì nó sẽ hoạt động bình thường. Còn nếu mà nó hết dầu thì có thể nó bị kẹt, nó rít, nó hít bê tông là chuyện bình thường nha các bạn. Khi có dầu là nó sẽ trơn tru mượt mà ngay. Okay. Và nói chung là những cái cưa này thì chúng ta cũng phải cần một cái bình hơi đủ cái lưu lượng thì mới sử dụng được nha các bạn. Tại nó cấp cái hơi cũng khá là lớn nè, nuôi hai cái bê tông nó chạy lên xuống, lên xuống, lên xuống thì nó kéo cái tay dên này nè. Đó.
thì chúng ta phải đảm bảo đủ cái lưu lượng thì nó mới chạy nổi. Ok. Như cái súng máy vậy ha. Ok. Tiếp tục với một cái sản phẩm tiếp theo. Chúng ta có một cây súng bu lông bắn gầm của Yutani. Một cây súng bu lông bắn gầm của Yutani. Made in Japan các bạn. Osaka Japan. Tình trạng con này còn rất là đẹp, rất là đẹp. Chỉnh áp 4 số ha. Cái mã của nó là Yutani 16 đúp, tức là cái đầu này của nó đầu 16 ly. Nó sử dụng cho thị trường Mỹ, họ có những cái đầu tiếp 15/18 rồi, 5/8 đó, tức là 16 ly á ha. Đây. Yutani lực lớn nha, con này sử dụng búa nha các bạn, bắn gầm nhưng mà dùng búa nha. Đầu 16 ly, chỉnh áp 4 số, đảo chiều ở đây, cái cò đảo chiều này bằng đồng luôn nha các bạn, đảo chiều cái cò nó bằng đồng luôn á. Ok, một cái cây bắn gầm sử dụng hai búa sát lớn nha, đầu 16 ly. Thì ở Việt Nam mình kiếm cái đầu 15/8 này nó cũng hơi là khó ha. 15/8 inch cũng hơi khó, tức là 16 ly á. 15/8 inch là nó 16 ly, nó hơi khó tìm. Chính vì vậy mình tặng kèm cho các bạn một cái socket chuyển đổi từ 16 ly sang 19 ly, tức là đầu 3/4 inch, là cái size thông dụng các bạn đi mua tiếp ở chỗ nào cũng có ha. Đây, cái đầu 19 là 3/4 á, là các bạn mua lắp vào là chúng ta bắn được rồi. Ok. À. Một cái điều tiện dụng cho khách hàng nhưng mà rắc rối cho mình Tuy ha. Nhưng mà không sao, đem lại cái điều đó tiện dụng và hài lòng cho khách hàng, đó là cái niềm vui của mình Tuy Tuân. Ok. Và cái cây súng của Yutani hai búa bắn gầm này, bắn góc hẹp này, Zalo cho bạn với giá là 2.300.000. 2.300.000. Rất là mạnh nha các bạn. 2.300.000 cho cái cây súng bu lông góc hẹp của Yutani. Wow, cái lực giật của nó các bạn thấy không? Đảo chiều. Cái cây này nó khá là mới luôn các bạn. Cái đầu tiếp này nó còn những cái sớ phay nguyên bản của nhà sản xuất. Nó mới đến mức độ như vậy ha. Rất là đẹp. Cái này thường họ bắn ở cái góc gầm, là góc từ dưới đi lên. Chính vì vậy cái đầu tiếp họ dùng cái chốt nhét, như những cái đầu tiếp của Nhật đó, nó dùng cái tiếp gắn vào, xỏ chốt qua, gài cái sim lại đó. Thì bây giờ mình nói chung là mình không cần xài chốt cũng được, mình chỉ lắp vào như thế này, lại gắn tiếp vô là bắn thôi. Ok. Cái đầu tiếp này, nhắc lại, từ 16 ly chuyển qua 19 ly, tức là 3/4, size thông dụng cho những cái khẩu tiếp mình đi tìm ở đâu cũng có ha. Số 1 là số mạnh nhất nha các bạn. Số 1 là số mạnh nhất. Số 2 nè, giảm lại chút. Số 3 nó sẽ giảm lại chút. Số 4 là cái số yếu nhất của nó ha. Số 1 là cái số nghe nó đã nhất. Và thường là cái chiều mở ra lúc nào nó cũng lớn hơn là cái lực siết vào. Đó là cái quy tắc chung của nhà sản xuất, họ tính toán. Đây là cái chiều mở ra nha các bạn. Lực nó giật nghe rất là đã ha. Để kiếm được một cái con bắn gầm mà tình trạng còn mới đẹp như thế này, hàng bãi, thì phải nói là rất chi là hiếm gặp rồi. Rất là hiếm gặp. Và nếu như cái con này mà chúng ta đi mua mới thì giá nó phải đắt hơn gấp nhiều lần. Và đây cũng là cái sản phẩm sau cùng của video clip Zalo hôm nay. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình Tuy Tuân. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hy vọng các bạn đã lựa chọn được cho mình một sản phẩm phù hợp, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.